em đi vòng quanh cái nhà chị á, sao thấy giống như cái nhà rừng xa vậy? Thôi em qua nhà chị luôn. Không có được đi ra, ông không có được đi ra, khóa cửa rồi, khóa cửa rồi, khóa cửa rồi. Ủa nhưng mà chị có nhà của chị Sư Bi cất rồi mà sao chị cái được?